Tiền bối à, mà vui đi. Tôi 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 Nè chú à, chắc là tôi không nói trước nha. Lát nữa có gì xích mích đó đứng sau lưng chúng tôi nha. Cậu sợ à? Đúng vậy. Sao không bảo vệ chú nội? À tiền bối à, mấy việc cực này để chúng tôi làm được rồi. Nè anh ba à, chờ lát nha. Xin hỏi Eddie có đi không? Ai tìm anh? Chúng tôi là CID. Nè, lại đi vậy? Nè nè, bình tĩnh. Alo, chị Mai. Eddie có đi không? À, chờ lát à. Eddie à, điện thoại anh. Alo, ai vậy? Mấy anh ai vậy? Hội viên mới có thể vô hả? Chúng tôi là cảnh sát chìm đi. Có một dự án chúng tôi bàn với anh đây. Cảnh sát chìm à? Tao là thằng Cường đây nè. Muốn gì? Vô quan tụi tao xài tiền giả phải không? Có chứng cứ gì không? Lấy ra coi. Bình tĩnh đi. Ê, thằng ấy đi ở trong. Cái gì đây? Cảnh sát là làm cha. Hồng Kông không có pháp luật sao? Luật cái con mẹ mày. Hả? Mày dám chửi tao? Đánh cảnh sát. Không có lại. Không có lại. Lại. Ê, đừng được. Chú à, tránh ra đi. Nè, sắp đổ giùm tôi. Ừ, sắp đổ. Ngừng xe. Nè nè, ngừng xe. Chúng tôi là cảnh sát, nhờ xe của anh rượt theo xe đằng trước, ok? Ok. Ê, nè 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 nè. Nè, phải hợp tác cảnh sát chứ. Xe la, bắt được chưa? Người đâu? Uống công rồi. Cái gì? Chú Phong à, tôi chạy rồi hả? Tính thả dây dày công cá lớn, kẹn cái là quên bỏ câu. Không sao không sao, mình về sẽ cảnh sát điều tra thêm nữa. Ồ, làm gì vậy chú Phong? Đây là bùa theo dõi. Ây da, điền cái gì chứ anh chàng trẻ, họ đang cúng đó, đừng có nói bậy nha. Anh chàng trẻ à, không biết ổng làm gì đó hả? Coi kỹ là không giống là cúng đâu. Hả? Tôi đâu có quen ổng đâu. Tôi đâu biết ổng làm gì. Thật ra ổng... Chép lần à? Hừ, sao nói là không biết ổng? Tôi đã tìm ra được nó rồi. Có thể đi theo dõi.
Hey, chuyện gì? Không biết ông làm gì đây nữa hả? Vậy còn nó thì sao? Nhổ cây nhang ra thoát khí rồi đó cũng sao? Nhổ cây nhang thoát khí? Vậy nó... Nè! Hey, mà hey, có dạ. Nhổ người ta đi, lấy cây nhang lẹ ra đi. Trời ơi, thiệt. Lấy ra giùm đi mà. Nhổ cây nhang ra đi chứ. Lấy giùm đi, thiệt. Ây da, thú quá. Sao vậy? Đi đi. Thú quá. Theo lệ cũng phải kiểm soát. Sorry. Bà chủ, cái vụ con trâu đã bị cảnh sát điều tra. Những gì mày đụng tới, bà chủ không có lấy đâu. Anh mau chùi sạch vết máu trên trán đi. Cần một số tiền để chạy trốn. Có tiền mày cũng không có mạng xài. ちょっと警察の中にも魔力を知っている者がいたとは準備はい乗りじゃ乗れ乗り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 
Nè, làm gì vậy? Là xe của nó. Hey, trời giỏi đó nha. Chú Phong à, hai tụi bái túi làm sư nha. Xe thì ở đây rồi, nhưng mà không biết nó đâu. Theo lẽ là ở trong. Sao chú biết ở trong hả? Để chú nói hết đã. Cậu coi kìa, trước cửa phòng trà bàn cường đó chỉ là nhi chủ kình thiên, ánh sáng khó dù, khói mù động lại, khó tàn, đồng khí động lại thành đám âm khí, khí cộng khắp khí âm âm, đúng là nơi cát địa phong tán. Chú Phong à, bây giờ mình tới điều tra vụ án chứ không phải coi địa lý. Không tin à? Nếu mà đem mấy cái này lên tòa làm chứng, chắc chắn là xử chú vào nhà thư điên thôi. Tôi chỉ biết bắt hung thủ, không cần biết nhiều. 22376 đứng lại. Nè, bây giờ anh lập tức tới bộ, biểu người tới khám xe phong tỏa hiện trường. Không có lệnh tôi không được làm bậy, ok? Xem lầm. Đây là mệnh lệnh. Có thiệt không đây? Bây giờ anh muốn tôi làm thầy phong thủy hay là muốn tôi làm cảnh sát đây? Anh nói đi, nói đi. Hả? Xin lỗi nha sư phụ. Nè chú à, bây giờ với thân phận cấp trên của chú, biểu chú coi chừng chiếc xe giùm tôi. Mở lên. Nè, tôi sẽ thưa chú đó, tôi sẽ thưa chú. Sư phụ à, anh nói sao vậy? Cùng lắm là đổi xe mới thôi. Cậu thầm phụ không có sao. Coi kìa, cái giường bông rải đầy đất đen, cỏ cây không mọc, chắc chắn là đất dồi. Mọi màu vô đây là màu trắng chứ? Ngoài đen trong trắng.
Đang dồn thiệt đó. Đi làm gì vậy? Chất khâm phần, phòng thấp, cát dồi càng mang là cách giữ sát của Trung Quốc hồi xưa. Đây à, sao có mấy chai vậy? Phải em cút. Thái của cút. Kỳ môn độn giáp thiên hạ, đáng lý xuất xứ từ Trung Quốc. Trong thời kỳ được hai nơi trung vực giao dịch với nhau, phái em cút chính là dựng nên trong ngày. Nè, và mấy chai có lời gì đây? Tụ tập xương mù tạp kết, tinh túy nghiệp truyền, để đạt đến mục đích. Thành thi là thuật, tà môn tả đạo. Sư phụ, vậy tức là không ngờ đã lập, đàn linh giới đi vào ma đạo. Ồ, tôi hiểu rồi sư phụ à. Hồi nãy sư phụ thử miếng ngọc, phát giác là không hợp rồi. Chúng tôi là cánh tà Bắc Lương Lộc. Mình cho phục yêu ma nha sư phụ. Nè, địch tối tà sáng, vô trọng nguy hiểm lắm. Vậy mình phải làm sao? Phải làm nữa hả? Yeah.